Hello, chào các bạn nha. Đấy, vừa đây anh Biển Nguyễn Ngọc mang cho mấy con chuột. Đấy. Đấy, các bạn với mình rửa qua lại sạch sẽ nhá. Đấy. Đây là lá chanh xả. Đây còn xong mướp mình nó để này. Giờ mấy cả xả đây này. Giờ cho vào luộc. Đây. Đấy. Con to là cho dưới. Đấy luộc cho vợ với con ăn. Mình đấy, hôm nay anh Biển anh ấy nhiều nên ra anh ấy bảo thôi đưa cho mấy con về đấy, luộc này nó cho cả thêm cả hành khô vào nữa nhá. Đấy sôi, bắt đầu sôi là tầm khoảng gần 5 phút là ok. Đấy, bây giờ bật bếp nha. Mình cho nước sôi vào cho nó nhanh này. Đấy, đổ sắp sắp với cả chua thôi. Nó ít cho nó nhanh, nhanh chín. Đây, thêm tí, ít bột ngọt. Cho ít bột canh này. Đấy, còn dưới là xả mướp với cả hành khô rồi, mình đập vào đấy rồi. Rồi món chuột này mà những ai mà đã thưởng thức rồi thì thôi thì quá tuyệt vời. Bây giờ mình đậy vùng vào cho nó sôi nha. Đấy, các bạn chờ tí nữa chín thì thưởng thức cùng nhá. Đấy bây giờ tranh thủ chờ chuột nó sôi thì mình thái sả với cả chanh để tí nữa pha nước chấm nhá. Thái lá chanh nhá. Đấy, các bạn này sôi sục rồi này. Đấy, tầm nó có 4 phút nữa, hơn 4 phút là ok.
Đấy, các bạn chín rồi nha. Giờ mình sẽ vớt ra. Đã chưa? Các bạn thấy ngon không? Quá ngon, hấp dẫn. Chào. Mình cũng lâu lâu không đi bắt đâm ra. Anh biển anh thấy lâu không thì anh ấy gửi cho mấy con. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Ăn chuột với mình này. Này chuột này ở đâu anh? Chuột anh biển anh cho. Ngon đấy, đi làm về một đĩa thịt chuột như này. Ngon quá các bạn. Chuột đồng khác dài nhé. Ăn ngon, ngon hơn người gà. Có bạn nào ăn được thịt chuột không? Mình ăn giỏi lắm. Anh ăn không? Làm miếng này. Chắc anh chán rồi nè. Con ăn được không? Nè, ham không? Con chấm canh. Ai chấm rồi? Xuân à? Ăn đủ rồi. Có con ăn được thịt chuột các bạn. Ngon nhỉ? Ngon hơn thịt gà. Ngon quá. Đang đói. Đi làm về đang đói ăn thịt chuột ngon rồi đấy. Ai dù lên dài nhỉ. Mà bố mẹ tư con giờ ra chắc là chưa. Sư không còn cái gì nào. Đùi hả? Ăn này ngon lắm các bạn. Chuột đồng nó khác. Những người nào mà ăn được thịt chuột thì mình thích ăn thịt món giá cầy với cả món luộc.
quá. Cả mướp nữa này, mướp hương thơm lắm. Cứ cái miếng mỡ này thích ăn và chỉ thì mình giữa này chồng mình gọi là miếng ba chỉ, ba chỉ. Cả nhà đấy thích ăn, biết ăn thịt chuột nhỉ, bố này, mẹ này, con. Mẹ con đang ngủ với bà nhá. Không, không ngủ được với bà. Năm con chuột có một từng ngày. Hai mẹ con ăn gió nha. 10 con có khi hết nhỉ. Chuột mùa này họ gặt xong rồi ăn ngon đó các bạn ạ. Vì là chuột nó ăn lúa ngoài đồng rất chi là béo ngon. Video của mình cũng có thời lượng, xin tạm dừng đây nhé. Hẹn các bạn video lần sau nhé. Chào cả nhà nhé. Hẹn các bạn video lần sau nhé. Nhớ đăng ký ủng hộ cho anh Trung Biết Tổng hợp nhà mình nhé.